tại làng Bún Long Kiên trong tập phát sóng trước, Bách Nghệ Kỳ Thú đã cùng MC Dương Hồng Phúc và diễn viên Zoe Như Quỳnh đã có những trải nghiệm rất đặc biệt. Qua những chia sẻ của chú Lê Văn Khuyên, người có hơn 30 năm kinh nghiệm trong nghề, đã giúp quý vị khán giả hiểu thêm về nghề làm bún, hiểu được quy trình từ hạt gạo thành sợi bún như thế nào, qua đó thêm trân trọng những giá trị mà nghề mang lại. Tiếp tục chuyến hành trình khám phá những làng nghề trên khắp mọi miền đất nước trong tập phát sóng hôm nay, nghề nghiệp nào sẽ được hé mở? Tới rồi. Em ơi, anh biết bây giờ là mấy giờ được không? Anh đâu có hẹn em ở đây đâu. Anh hẹn một cái chỗ khác. Hôm nay mình cái nghề mình quá hay, quá màu sắc. Ủa em tới đây, tại sao em ra đây? Anh hẹn em hả? Trời ơi, anh hẹn em ở đây hả? Em tới đây thì mấy giờ? Em tới đây từ... Ôi chết, quên, không có đồng hồ. Không có đồng hồ mà đứng mấy giờ hả? Quen tay. Đừng có làm bộ, sẽ làm bộ nha, cái thái độ nha, Ân nha. Thưa quý vị, chúng ta gặp gỡ với ngày hôm nay diễn viên trẻ Đoàn Bảo Ân. Và tới đây từ mấy giờ? Rất là sớm. Hôm nay thì có đoán được là chúng ta sẽ làm nghề gì không? Mình coi nè, áo anh nè. Áo anh nhiều số màu nhờ. Đúng rồi, đó. Cố lên. Hoa lá gì không? Gần đúng, cố lên. Anh cho em thêm một ví dụ nữa nè. Đây, tan. Làm hoa giả. Gần đúng luôn. Làm hoa là đừng đúng rồi đó, nhưng mà từ cái nguyên liệu gì? Giấy, nhựa. Rồi. Cái này có ăn được không anh? Hay là không, hay là không. Đương nhiên là cái này là không phải hoa thật rồi. Nhưng mà ý là anh nói làm cái chất liệu từ cái gì đó. Giấy nè, có nè, nhựa có, vải có. Thì theo em là cái cành hoa này của anh là làm từ nguyên liệu gì? Nhựa thôi. Nó đúng có thưởng nha. Làm hoa từ gì? Từ nhựa. Cái này là nhựa mà anh. Tức ghê luôn đó. Thôi bỏ đi. Thưa quý vị, chúng ta đã cùng đến với chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú được phát sóng vào khung giờ 19:30 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện với sự đồng hành của ba lô và lì túi sách cao cấp Sacos. Và ngày hôm nay thì diễn viên Đoàn Bảo Ân đã không đoán được là nghề của chúng ta là nghề gì, cho nên chúng tôi quyết định là đổi khách mời khác. Ủa gì vậy? Chúng tôi quyết định là đổi khách mời khác. Ôi, cảm ơn Đoàn Bảo Ân. Rồi anh gợi ý cho em. Anh gợi ý cho em nha. Em nhìn đi, trên kia là gì? Chung cư à? Không có, chung cư. Quá trên chung cư luôn là cái gì kia? Mây xanh đang trôi kêu là cái gì? Bầu trời. Đúng rồi, ở dưới của mình là cái gì? Mặt đất. Đúng. Thì hoa của mình làm từ. Từ. Thì nhẽ không phải đất sét à? Ê. Nặng lặn đúng anh? Đúng. Em tin không? Nó đất sét á? Không, em vẫn không tin. Nó bằng đất sét. Từ đất ra đó, đây là đất nè. Em vẫn không tin. Không tin thì thôi, anh mời khách mời khác. Không, tôi có vậy. Em không tin, anh dẫn em đi cho em tin. Rồi, ok, dẫn đi. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng dẫn khách mời của chúng ta, diễn viên trẻ Đoàn Bảo Ân, đi tìm các nghệ nhân làm hoa từ đất sét. Và công việc này như thế nào? Tin không? Đi qua đây. Tức quá, đi qua đây, tin. Đi qua đây, lẹ lên. Nhìn những chậu hoa đang khoe sắc rực rỡ với những đường nét cách điệu, bay bổng, chất chứa phần hồn, ít ai biết rằng chúng được tạo hình từ loại đất sét với đặc tính rất cứng và thô. Nghệ thuật tạo hình hoa từ đất sét đòi hỏi người nghệ nhân sáng tạo phải có tay nghề cao, khéo léo và tinh tế để cho ra đời những sản phẩm hoa sống động như thật. Qua đôi bàn tay của các nghệ nhân, những mẫu đất sét tưởng như vô tri lại trở thành những đóa hoa tuyệt đẹp với đủ sắc màu bắt mắt. Bàn tay hết sức khéo léo thì mới làm nên một đóa hoa đất sét sống động như thật. Mỗi loại hoa sẽ có điểm cơ bản và phức tạp khác nhau, nên thể hiện chúng cũng cần những thao tác khác nhau. Để hoàn thành một bình hoa đất sao cho tự nhiên, giống thật nhất, đòi hỏi người nghệ nhân phải dành nhiều thời gian và sức lực. Tùy vào mỗi bình hoa có kích thước ra sao, bố trí hoa thế nào mà thời gian hoàn thiện khác nhau, trung bình khoảng 5 đến 7 ngày mới hoàn thiện một tác phẩm. Em chào chị Hiền. Đây chị Hiền, dạ em chào chị Hiền. Hai MC. Chị Hiền chạy một xíu nha Hiền. Cuối cùng thì Phúc đã dẫn được diễn viên Đoàn Bảo Ân tới gặp chuyên gia Võ Thị Hiền, người sẽ giúp cho Ân tìm hiểu cái nghề này. Hồi nãy em không tin đúng không? Vậy em không tin. Chị hồi nãy Ân nói là không tin cái này làm từ đất sét mà nó làm từ cái khác. Thì chị thì sao, chị giải thích cho bạn ấy hiểu đi ạ. Này thật ra là hoa đất sét không phải hoa vải đâu. Đó.
Nhưng mà em nhìn thấy giống như thật vậy. Mà chị em nguyên liệu chính là từ đất sét ạ? Đúng rồi em. Này đất sét giảm hóa chất, khi mình cán ra để một thời gian nó sẽ khô, khoảng 15 phút sau là nó khô và nó có sự dẻo. Cái này là phải có sự tỉ mỉ nha. Đúng. Đòi hỏi sự tỉ mỉ đó. Chính xác. Phải có thời gian. Đúng. Tỉ mỉ khéo léo, mình thích, mình đam mê mình mới làm được đó. Rồi em có làm được hay không? Nếu không tôi nói cô giáo không nhận em nữa. Được, em sẽ quyết tâm làm. Trời ơi. Quyết tâm thì chị sẽ chỉ cho em. Thấy thương chị ha. Chị Hiền gắn bó với cái nghề làm hoa từ đất sét là từ bao giờ rồi? Hoa đất sét hả? Dạ. Mình làm nay được mấy chục năm rồi. Ồ, là từ ai truyền lại cho chị cái này? Cái này là nghề này là của mẹ mình. Dạ. Bà sinh trưởng và lớn lên Thái Lan. Và sau này bà mới về thành phố Hồ Chí Minh. Bà là một y tá. Dạ. Xong sau khi bà về hưu, bà mới về thăm gia đình. Thì tình cờ cơ duyên bà mới thấy được cái nghề hoa đất này. Trong cái chuyến đi chơi là có ông xã mình đi theo nữa. Yeah. Thì ông xã mình nói, ủa mẹ ơi sao mà có cái shop mà nó có cái hoa đất này đẹp quá. Thôi con với mẹ vô, mẹ coi cái đó đi. Thế là vô, thế là mấy mẹ con thích quá học nghề luôn. Và từ đó là đem về và bà cứ cầm bùa và bà khởi xướng. Đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh nó là hoa đất sét. Và sau đó là bà truyền cho các con. Chị ơi, nếu em muốn học nghề thì thời gian em học có mất nhiều không? Nói về thời gian thì cũng hơi tốn kém về thời gian, nhưng mà để em làm ra được có những nhánh hoa gì thì mình cũng phải đòi hỏi là mất cả ngày. Có nghĩa là mình sẽ làm từ theo cái công đoạn. Công đoạn ạ. Đúng rồi. Thí dụ một ngày là em chỉ mong làm qua nụ thôi, nhụy của hoa và môi hoa em làm ra, cánh ra, sau đó rồi em mới ráp lại thành một cái cánh này, ráp thành một cái bông hoa. Từ một bông hoa đó mình được một nhánh hoa. Chị ơi, nhưng mà có nghĩa là mình sẽ lại phải pha màu ấy như nào ta? Đúng rồi, đất nguyên liệu của nó là hoàn toàn là bằng đất trắng. Mình sẽ dùng cái màu dầu rồi mình pha vô đất. Hoa nào mình pha đất màu đó. Xong là mình cứ tự bẻ cánh là tạo khuôn như thế. Đúng rồi, mỗi một cánh hoa là phải có khuôn hết. À, khuôn. Ví dụ như hoa lan hồ điệp phải có khuôn đó. Hồ điệp, dendro, rồi hoa sen có khuôn, có gân đó. Nhưng mà theo cái sự nghiên cứu hiểu biết của chị Hiền thì ở Việt Nam mình đã có hoa đất từ trước khi chị bắt đầu cái công việc này chưa? Chưa có. Hoa đất nè, hoa vôn nè, hoa vải nè, hoa rô băng. Không biết tụi em có biết hoa rô băng? Em biết. Hoa rô băng thường thường là em đi sinh nhật á. Cái chơi theo kiểu cái thời hình năm 90 á là cái người ta rô băng sẽ làm rô băng. Cái hoa. Chị cũng là người đầu tiên khởi xướng bỏ chợ lớn hết luôn. Em nhìn là cũng khá phức tạp đấy chị. Trông thôi nhưng mà không phải bắt tay vào mới biết được việc. Nó có mấy công đoạn để làm cái hoa từ đất sét này hả chị Hiền ạ? Đầu tiên mình phải có nhụy. Nhụy hoa, để làm một nhụy hoa thì phải có thời gian nó khô. Yeah. Xong đến nụ hoa, khoảng chừng nửa tiếng hay là tất cả những nó khô hết, bắt đầu mình làm công đoạn. Rồi, tiếp theo là cái gì đó? Thì khi mà khô xong rồi là mình tô những cánh hoa. Yeah. Tô xong rồi mình ráp, đó, mình ráp thành bông hoa. Thành từng bông hoa rồi mới lên được nhánh hoa. Rồi nhánh hoa, nhiều nhánh hoa thành một chậu hoa. Bao lâu sẽ có một cái sản phẩm giao cho khách? Tùy theo lớn nhỏ. Dạ. Đúng rồi, do người đặt lớn nhỏ thôi. Bây giờ thì chị có thể cho phép em với lại Đồng Ân tận mắt chứng kiến cái xưởng hoa từ đất sét của chị được không ạ? Rồi, ok. Thì dẫn em đi nha. Bên nào chị? Đây. Ở đây nha. Trời ơi! Hoa đất sét hết hả chị? Đúng rồi. Wow. Trời ơi! Quá đẹp em ha. Trời ơi nè, tím nè. Em lấy cái vàng để cho nó kiểu như nó mùa xuân sắp tới. Màu có nghĩa là nãy chị nói là nhiều cái công đoạn và một mà cái sản phẩm lâu nhất thì là sẽ bao nhiêu lâu để giao cho khách, nếu mà cái nào mà lâu nhất. Đây, thí dụ như chậu hoa nói minh chứng luôn nè. À, chậu này đi. Chậu hoa này nè. Chậu hoa này làm lâu lắm rồi đó. Bây giờ chị mà làm thì nói chung là nếu mà làm liền thì sẽ không có liền. Yeah. Nhưng mà chị đã chuẩn bị rồi. Khách tới là khoảng chừng một tuần là chị giao cho khách luôn. Chị ơi, thường là nguyên liệu mình thì lấy từ đâu chị? Có trong nước hay ngoài nước? Trong nước có, ngoài nước có luôn em. Cái gì chị giảm giá thành trong Việt Nam có, giờ chị sẽ ứng dụng lên mình làm ra cái sản phẩm đó. Trừ khi không có thì mình sẽ ưu tiên cho những cái sản phẩm nước ngoài. Có như là những cái nguyên liệu chất lượng cao Việt Nam thì mình lại vẫn làm ra những cái hoa đẹp đúng không? Đúng rồi. Mình sẽ để được bao lâu chị? Những cái sản phẩm hoa này á, nếu mà tránh cái ánh sáng trực tiếp chiếu vào thì cái màu sắc á, thì nó sẽ giữ lâu hơn. Cái độ bền nó trên cả 10 năm. Có bao giờ mà trong quá trình mấy chục năm chị làm chị muốn bỏ cuộc không? Tại vì nó khó quá hoặc là nó phức tạp, nó tỉ mỉ mà chị lại có gia đình, em bé các thứ rồi chị muốn bỏ cuộc không? Chị nói thật sự là chị là chị đam mê. Chị muốn giành giữ lại. Sau này chị làm từ đời mẹ chị đến chị muốn đời con chị nữa. Muốn nói giỏi cái nghề này để giữ di truyền. Mẹ chị lớn tuổi rồi mà bà rất thích hoa. Bà mong muốn là tụi chị là cứ giữ cái nghề truyền thống này cho bà. Và từ đó thật sự ra nếu mà nói mà để bây giờ để mà bán mà những cái hoa đất này thì không được ưa chuộng lắm, nó giống nó bão hòa rồi. Thường là hoa em nghĩ là chắc vào dịp Tết là chủ yếu. Đúng rồi em, ví dụ 20 tháng 10, 20 tháng 11 và trong những ngày lễ lớn. Chị cho em coi cái bó hoa mà chị rất là tâm đắc nha. Có không? Chị em coi. Dạ, ok em coi.
Có nghĩa là ở đây sẽ có rất là nhiều hoa và những cái sản phẩm mà chị Hiền thực hiện ở cái khu vực trưng bày và bày bán này. Bây giờ thì chị Hiền sẽ cho mọi người coi một cái hoa. Người thấy ở đây nè, Phúc thấy có rất là nhiều màu sắc nha. Có màu hồng này không, màu vàng, màu đỏ, màu trắng. Oh, trời ơi, để chị phải quay ra ngoài để cho khán giả thấy nè. Trời ơi trời, đẹp ha. Đó, hoa cưới thôi nha, hoa cưới, hoa sinh nhật. Ai thích thì chị đặt chị làm. Cái này thì nó có rất nhiều loại hoa đúng không chị? Đúng rồi, iris, cattleya. Dạ. Đó, hoa hồng, này là hồ điệp. Đó, cái này là dendro. Nó dạng như dendro mocara vậy đó. Như cái bó hoa này chị làm trong bao lâu ạ? Nếu mà nói về thời gian thì không có tính được. Chị có chỉ làm sẵn để đó, để khi mình kết thì chỉ một tiếng là xong rồi. Khách đến đặt tôi lấy hoa này là chị có sẵn thôi, chị sẽ kết lên thôi. Nên mình làm rồi từ bông như vậy. Đúng rồi. Bây giờ chị cho học trò chị một thử thách đi. Có một hồi qua nhỉ. Thì hồi nãy em cố gắng em làm được đó. Đúng không chị? Hồi nãy vô hứa là được, em thấy được. Sau khi nhìn thấy bó bông phức tạp như này em thấy căng thẳng quá. Ôi, em sẽ cố gắng không? Em sẽ cố gắng. Em ôm nó một cái đi. Em ôm một cái. Em cảm thấy là sao? Nhìn cái nhìn cái sao? Nhìn cái đủ can đảm làm không? Mà đang đi tìm người yêu nữa, em ôm bó hoa này chắc là kiểu nhiều cô chế với ngất ngây. Làm được không học trò Đoàn Bảo Ân? Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm. Thôi chị cho bạn ấy một cái thử thách nào nó em nghĩ nó đơn giản này để mình vừa làm vừa nói chuyện tiếp. Bây giờ chị muốn cho thử thách cho chỗ này là chỗ sớm hoa của chị. Còn nếu muốn học thử thách á thì chị mời vô cái chỗ chuyên là làm hoa của chị hàng ngày. Đi vô. Hôm nay chị sẽ hướng dẫn cho hai em làm cái hoa sen ha. Yeah. Để làm một chậu hoa sen này nè, nó cần chuẩn bị ha. Nguyên liệu của là đất trắng. Yeah. Sau khi đất trắng xong mình chuẩn bị màu dầu. Màu dầu ở đây màu xanh, chị chuẩn bị màu dầu 37. Yeah. Ha. Khi đất trắng nguyên thủy của nó là màu trắng, thì chị sẽ trộn màu vào đây. Màu ra 37 này, vô cái đất trắng này, thì nó ra nguyên thủy nó là một màu xanh. Màu xanh này, màu xanh để mình làm lá. Ha. Còn để làm hoa, thì mình sẽ làm màu hồng. Thì bây giờ chị sẽ chỉ cho em tụi em làm lá màu xanh. Dạ. Thì khi pha được đất màu lá rồi, chị sẽ dùng bao cán đất, đúng không? Bao này là chị gọi là bao cán đất. Dạ. Đúng không? Khi mình làm bao cán đất này ra, mình sẽ mở nó ra. Cái này chị đã chuẩn bị trước cho tụi em. Rồi, dạ. Cán đó. Rồi. Là mình sẽ cắt giảm bớt các công đoạn để cho nó dễ cho học trò chị làm ha. Đúng. Khi như vậy được không? Thì khi mà mình có cái bao đất không này rồi á, mình đã thoa cái chất bôi trơn này lại đúng không? Dạ. Thì mình sẽ dùng tay, mình sẽ vuốt, vuốt cho này nè. Để làm chi? Để khi mình bỏ đất vô nó không có bị dính. Dạ. Rồi khi mà chị bỏ đây, chị đặt cái này, nè, đúng không? Đó. Đó. Rồi chị sẽ dùng miếng đất bỏ đây, thì dùng bỏ này là cái này là chị gọi là máy cắn đất nè ha. Dạ. Ở đây máy cắn đất là nếu mà nó đúng ra nó là mấy cái mì đó, cái mì sợi đó. Đúng là mì sợi thì chị sẽ chế nó ra để làm đây. Ở đây nó có từ số 1 đến số 8. Đó, khi một số 8 thì ở như cái hoa lá này chị cần cái độ dày của nó, lá dày mỏng hay không tùy thuộc vô cái lá này để mình canh số. Ở đây chị sẽ hướng dẫn cho tụi em làm số 3. Dạ. Ha. Khi mà mới số 3 này chị cần số 3 thì sẽ kéo ra. Đúng không? Số 3. Đúng rồi, để lên số 7, số 8 thì chị số 3. Rồi. Khi số 3 rồi chị bỏ đất qua đây, chị sẽ dùng đặt đây đây. Đúng không? Chị bỏ ở đây và chị quay cho đến nó ra hết cái đất này. Rồi nó ra được một miếng như ý của mình. Theo số 3. Dạ rồi. Đó, số 3. Thì khi nó ra được một miếng đất như vậy là theo ý của mình rồi, độ mỏng. Mỏng dày hay không theo ý mình. Khi mình được ra cái sản phẩm mỏng này rồi, phải không? Thì mình sẽ dùng cái khuôn của nó. Ở đây là khuôn sen. Thì nó sẽ có là ba cỡ. Đúng không em? Khuôn sen nó sẽ có ba cỡ. Ha. Trong khuôn sen thì nó có hai cánh. Này là hoa, này là cánh hoa sen, cái này là lá sen. Yeah. Đó. Ví dụ như mình làm hoa lớn thì mình cần lá lớn nhiều. Hoa nhỏ thì lá nhỏ. Ha. Thì ở đây chị sẽ sử dụng cho tụi em là lá nhỏ. Ha. Thì ở đây là nó có hai cái đầu, mũi đầu, khuôn. Bén là chị sử dụng làm lưỡi dao. Trước khi mà mình làm á, là mình phải kiếm một cái khăn hay là một cái gì mỏng cho có độ nhúng á, để khi mình cán nó sẽ mới đứt cứng, nó không có đứt cánh ha. Mình đặt xuống đây, mình dùng lòng bàn tay mình ấn nhẹ xuống. Ở đây chị sẽ làm hai size cho tụi em. Sau khi được những cái này rồi ha, mình sẽ xé, mình bỏ cái phần đất này ra.
mình xé này xong có dùng lại được không chị? Đúng rồi, mình sẽ nhòi, nhòi lại. Mình sẽ cất qua đây. Rồi, những cái hoa này này khi mà mình để không nó xẻ, nó chưa có được ra dáng, độ mềm mại. Mình dùng tay mình vuốt nhẹ xung quanh những cái cánh lá này đi. Cho nó dẹp xuống đó không chị ha? Đúng rồi. Rồi khi được rồi mình sẽ lấy ra nha em ha. Đó, lấy ra. Chị sẽ dùng cây lăn lăn nhẹ nè. Đó, để uốn chuyển thì có sóng lá. Mình phải dùng cây lăn mình sẽ lăn xung quanh lên. Nhìn tỉ mỉ một nó gợn sóng giống như cái lá nó dập nhiều trên gió rồi thì mới ổn rồi. Đây, đó là em sẽ tạo ra được cái độ nhúng của lá sen. Đúng không? Chị sẽ chỉ cho tụi em làm cái gương nè, cái gương sen nè. Rồi đây gương sen, ở đây chị chuẩn bị kẽm 24, kẽm mỏng thôi. Ha. Yeah. Mình sẽ lấy cái đất xanh này. Đây, mình xe mà cầm lên đây, là màu xanh. Đúng rồi, mình xe nó. Đây, đẹp lòng bàn tay. Ve tròn, đúng không? Rồi, mình xe mình đặt cái đây. Cái này là keo sữa nha chị. Keo sữa. Cái này dính đúng không chị hả? Đúng là keo sữa. Mình sẽ bóp đi nè. Làm cái gương. Nhìn này em lại nhớ ngày xưa là được học mấy môn kỹ thuật này. À, xe cho nó dướng dưới luôn. Ừ, vậy đó, thấy không? Còn thí dụ như mình làm cái giống như cái hộp gương sen này mình vậy nè. Nhấn cái điểm gà. Đấy là mình gỡ ra mình ăn đó. Ăn hoặc là mình lấy cái tim sen mình pha trà đó. Tim sen để uống cho họ mất ngủ, ai mất ngủ uống ha. Cho nó ngủ dễ ngủ. Đây, để làm một nụ hoa. Đây là từ chân hoa lớn hoa nhỏ thì mình làm về cái size xe bằng tay, sẽ hình giọt nước ha. Vẫn là dùng keo sữa để cho nó dính. Không dính, mình không có keo sữa mà dùng keo khác được không chị? Không, bắt buộc phải dùng keo sữa nó mới dính được. Nó sẽ có những nguyên tắc mà khi chúng ta làm hoa từ đất sét ta phải lưu ý. Dạ đó. Thí dụ như vậy nè, thí dụ đây là cái nụ đúng không? Màu xanh, nó có cái đài. Thì mình sẽ làm màu xanh khác màu, mình đắp nó lên. Yeah. Chị ra xe cành rồi chị đắp thêm cái này lên là ra cái nụ xanh. Bây giờ mình làm được hai con đạn đó rồi. Yeah. Giờ mình chuyển qua làm cánh hoa ha. Yeah. Cánh hoa thì khó. Cái đất này nè, mình làm xong mình nhớ mình bỏ vào đây. Nó không có bị khô cứng ha. Bao vậy luôn. À, mà có chậu hoa sen như vậy là 15 cánh. Yeah. 15 cánh cho một hoa sen. Ở đây chị đã pha màu hồng 49 rồi ha. Và chị đã dùng máy cán, cán ra và chị làm sẵn cái mẫu này. Cánh đã có sẵn rồi. Rồi. Giờ chị sẽ hướng dẫn cho em làm tiếp. Cái này là phải khéo tay mà kiểu như tỉ mỉ anh ơi. Kiên nhẫn nha. Tính ai mà nóng thành là tính trầm đầm lại, kiên trì tỉ mỉ chịu khó là làm được cho có tính bớt nóng. Yeah. Như cánh này nè thì cánh hoa sen mình bóp chút xíu. Yeah. À, nó có cái độ cong. Rồi. Khi mà có cái độ cong xong rồi phải không? Ở đây chị sử dụng cái mo. Đây. Cái này chị dùng cái mo. Mo thì nó có đủ size ha. Có một mo lớn mà làm hoa sen thì cái đầu tròn nó sẽ bự hơn nữa. Còn ở đây mình sử dụng cái mo nhỏ này. Mình canh sao cho nó vừa cái tầm thôi. Tại vì hoa sen cánh thì của nó sẽ như vậy nè. Đó. Bởi vì khi hoa đẹp hay hoa xấu là do lúc mình uyển chuyển mình tạo dáng. Một bông là 15 cánh hả chị? Một bông. 10 giây cuối cùng ạ. 10 9 8 chị cứ làm đi, em không có đếm nữa. 10 9 thôi chị cứ làm đi. Đếm mà chị cũng có 4 cái. À, xong rồi nó sẽ tự động, nó sẽ khô lại, đúng không? Là nó ra dáng rồi đúng không? Ừ. Cổ vũ thì mình tự mình làm. Mày hút
thích này thích kia nọ đúng không? Mới được cảm thôi. Cố lên cô ơi, 15 cái lượng cô. Sắp được rồi ạ. Sắp được rồi ạ. Xe nó lên chân mày em luôn rồi. Trong lúc mà đợi những cái cánh sen của cô Võ Thị Hiền Khô thì tôi và học trò của cô Đoàn Bảo Ân sẽ bắt đầu làm những cái cánh sen riêng. Lấy đất sét cho em làm lại cho cô coi. Đó mà làm được một cánh rồi đó. Anh thấy chưa? À đúng rồi. Đúng rồi, ở ngay nhẹ. Dài. Có bị dính không? Chép bôi ra chưa? Chép vô đây đúng không cô? Đúng rồi chứ. Em cảm ơn cô. Xây qua lên lắc lại quát lại. Ồ. Kéo nhẹ nhẹ nè, nè, mo nè dài. À mo dài, ta kéo luôn. Đúng rồi, nó chạy. Ok, tính đầu đời đựng nhiều quá. Cái này em nghĩ con gái làm qua chứ con trai ai kiểu trời làm. Trời ơi, thiếu gì con trai làm, trai làm. Khéo tài khó lắm cô. Trai làm nhiều lắm. Nhúng giãn ra, nhúng khoảng một phân. Trời ơi. Qua lần lại. Sao cô làm cái lá nó đẹp quá trời mà mình làm lá nó kiểu dúng vô rồi à. Này cô nhìn thấy không? Kiểu em bóp giống như cái bánh bao nhân thịt vậy đó. Cô nói Phúc ơi cố lên đi. Cố lên. Cô cười, cô nói bình thường thôi. Phúc ơi cố lên em ơi. Phúc ơi cố lên. Cô cười rồi cô kiểu Phúc ơi cố lên. Đưa anh một cái cây ngô hả? Thôi cây là gì cô? Cây lăng hả? Cây lăng. Cái là cây lăng. Phúc ơi cố lên. Phúc làm ngược rồi Phúc ơi. Cầm ngược phải không cô? Cầm ra cái giày phải không cô? Cái tay giày cũng tay được mà. Cái này ra chưa cô? Chưa đâu. Chưa hả? Nó chưa được đẹp thôi nhưng mà nó cũng là ra nó chứ em không được nè. Khó nha mọi người, cái làm hoa từ đất sét rất là khó luôn. Mà mọi người nhìn vào những cái hoa từ đất này xuất sắc. Rồi bây giờ mình đã có lá rồi, có hoa rồi. Không, giờ mình làm cái bông nha chị. Làm một cái bông nha. Để mình chờ trong thời gian mình ráp cái hoa. Thì bây giờ mình làm cái nhị này. Nè. Hoa đầu tiên mình sẽ chọn. Cho nó có phải một cái kiểu như cái trụ đúng không chị? Bóp cho nó dài ra chị hay sao? Tạo cái độ dày á. Cái đáy á. Cái đáy của cái sen nó giống màu xanh à. Bóp nữa. Bóp như này. Trụ vô thôi chị à. Ở trên là còn mặt phẳng ở dưới này. Cô làm sai rồi. Cô nói là giống như cái kia kia. Không, mình đang làm cái gương mà, gương xanh mà. Đúng rồi đó. Đó, đúng rồi đó. Giỏi rồi đó. Đúng không cô? Rồi, càng ngày càng đẹp rồi đó. Rồi, hai người làm thành công rồi đó. Rồi, làm thành nghề chưa cô? Được rồi. Kiếm tiền rồi chưa cô? Được rồi, đúng không? Chấm xung quanh chi đều hết, vòng tròn, từng tròn ở ngoài. Hết xong mới vô vòng sau, vòng thứ hai. Rồi, ok, giỏi. Đó, mình nghĩ là đã làm xong được ba loại rồi. Rồi, cầm cái lá này nha. Thật sắc. Rồi, nãy giờ là làm được ba sản phẩm rồi đó. Như vậy thì rất lâu đúng không chị? Coi như là phải chờ lâu. Đúng là phải chờ công đoạn. Mà thường là chờ bao lâu chị? 15 phút đó. 15 phút hả? Giờ tụi mình chờ 15 phút nha. Khó lắm nha mọi người, rất là cực kỳ công nha. Bây giờ những cái nghề nào mà Bách Nghệ Kỳ Thú chia sẻ thì chúng ta thấy một cái sự nỗ lực của các nghệ nhân và cái sự khéo léo tỉ mỉ. Chính xác là chị bao nhiêu năm làm cái nghề này rồi hả chị Hiền? 21 năm. 21 năm. Là chị có làm công việc gì khác hay chỉ là làm hoa thôi, đất sét thôi? Hoa, buôn bán hoa thôi. Wow. Dạy nghề. Chị thì chị dạy tới bây giờ chị nhớ là bao nhiêu học trò tới bây giờ thì? Có như một lớp là 35 người, còn wow. một ngày là mình dạy là 3 lớp. Và ba mẹ con này là 9 lớp. Trời ơi, khi mình sờ thì cái cánh hoa của hoa sen nó đã cứng như vậy rồi. Nó phải có một cái thời gian. Và nếu như nãy chị Hiền nó để lâu thì nó sẽ bị khô lại. Mình không có kịp làm nó sẽ khô, nó cứng. Mình phải tính cái độ nó vừa ráp khô quá mình dán nó không đẹp, chưa có khô mình dán thì nó sẽ bị yếu, nó không có đứng được cánh. Mình không có cách nào nó nhanh hơn à? Không, vẫn phải đợi. Cái gì như hoa vậy em phải tô nè, em muốn có đậm lợt thì em phải ngồi tô đó, phải tô nó có chân trong nó đậm. Ở đây có cây cọ nè, đây em có cọ nè cứ trồng cây cọ lên. Đây là có những cái cây cọ để mình sẽ tô màu. Mình sẽ lấy một chút màu ha. Lấy màu hồng hai cây cọ. Bây giờ tán ra đẹp hay không quyết định lên cái cánh hoa nè. Cánh hoa. Vậy tô lên cái cánh. Bây giờ cái cánh này nó hơi bị ướt. Mình sẽ canh cái độ ráo tí xíu. Thì mình cho nó có cái chiều sâu đúng không chị ha? Đậm lợt thì cái có đậm lợt. Đây, từ đậm sang lợt. Đây, thí dụ vậy. Đẹp hay shadow, không quyết định độ bóng của cái nó cánh. Nó sẽ dạng ha. Em nghĩ cái công đoạn này mới là công đoạn quan trọng nhất. Quan trọng chỉ nói là tô màu. Tô màu mình sẽ thử khởi hồn vào. Đúng rồi, đó. Quyết định cái sự sống động đó. Quyết định đấy. Thật hay không là do cái sự tô màu. Thì đó nó sẽ ra.
Xe nó có màu này nữa nha. Tôi thì màu nó ra nè, nó pha nó rất là kiểu nhìn nó mềm mại và nó tự nhiên á, chứ nó không có bị trắng toát theo cái kiểu màu giả thì nhìn người ta nhìn thấy nó giả quá. Trong quá. Để em tay, tay. Mình sẽ tô bên trong. Anh nói này, nói này. Em thấy là rất là khó để mà làm cái kiểu này mà nó nhỏ 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 xíu nữa, nó công phu. Nó sắc hồ đó, sau khi tô xong là mình làm thành cái hoa là xong đó chị. Rồi đúng rồi, được rồi, chạy nó. Từ từ, phải đánh, không có gấp được. Mặt trong mặt ngoài. Cái này vội là làm cũng được nha, nó không như những cái nghề khác là phải ào 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 ào, nó rất là nhiều. Sau khi những cánh hoa sen cô trò tôi làm xong, đó, nó cũng đã khô rồi. Trời ơi, xuất sắc. Đây là thành phẩm của em. Wow. Coi như là mọi người ra được một cái bông sen như vậy là mất rất nhiều thời gian, mà chúng tôi đã tóm lược lại bớt, tại vì phải có thời gian để nó khô và nó phải giống như là cứng từng cái cánh, từng cái đài, phải có một cái lá nè, đúng không? Rồi. Cái lá nè. Hai lá đi, hai lá. Rồi cái một cái vừa, cái em bông xanh. Đó. Bông xanh. Một nụ. Một nụ. Ok, lá ba bốn lá thì cho đẹp. Đúng không? Đó. Trời ơi. Ba bốn lá luôn. Nhiều thành sản phẩm này. Nhiều sản phẩm nha. Đó. Để cho ra một cái này là để giờ là cô trò chúng tôi rất là vất vả. Và ngày hôm nay tôi thấy rõ ràng là diễn viên trẻ Đoàn Bảo Ưng đã rất là chịu khó. Và em là kiên nhẫn hơn anh đó. Ra một này em cảm giác như thế nào khi mà em đến với thử thách Bách Nghệ Kỳ Thú ngày hôm nay hơn? Thành một chậu luôn nè, cắm cho em nó một chậu luôn rồi đó. Em cắm ra luôn, Ưng chia sẻ mọi người đi nè. Đây là sản phẩm cô giáo và đây là sản phẩm của em. Lúc đầu là em cũng không nghĩ rằng hoa có thể tạo được cái set đâu. Và tự tay làm được. Tự tay làm được những cái sản phẩm như này rất thích ha. Rất thích. Mà mình có thể rèn được những cái tính cách cho mình kiên nhẫn hơn, tỉ mỉ hơn. Qua thời gian Ưng làm rất là khéo, mới chỉ qua sơ sơ mà làm vậy là quá giỏi rồi. Thế là cô nhận em không? Cô nhận em chưa? Chưa, cô nhận gì nhanh vậy? Phải có thời gian, nãy cô nói là phải bao nhiêu năm mới nhận được mà đây cô nhận luôn hả? Cô quá là dễ. Mọi người ơi, khi mà hôm nay thì nghệ nhân Võ Thị Hiền đã chỉ cho Hồng Phúc và diễn viên Đoàn Bảo Ưng cách làm một cái hoa từ đất sét, thì mình thấy được là cái vất vả, cái khó khăn và cái sự đam mê của những người nghệ nhân với cái công việc này. Và đây là món quà chắc cô sẽ trao cho bạn Ưng như cô. Mời cô ạ. Để chỉnh sửa cái xíu. Chỉnh sửa lại xíu. Đây là tự tay của Ưng nè, rất làm nè. Là mới chỉ cái chút xíu mà rất khéo léo ha. Mình vừa cắm xong có chậu hoa này cho Ưng nè. Sản phẩm được của Ưng. Để tặng cho Ưng ha. Cảm ơn Hoàng Quân rất là nhiều. Cảm ơn nghệ nhân Võ Thị Hiền. Hy vọng là tụi em sẽ quay trở lại đây và chị sẽ tiếp tục chỉ cho tụi em những cái kiểu hoa khác ngoài hoa sen, bởi vì Việt Nam mình còn rất nhiều những hoa đẹp nữa. Cảm ơn chị Hiền rất nhiều. Cảm ơn Đồng Ưng. Và xin được cảm ơn khán giả đã theo dõi chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú ngày hôm nay. Quý vị đừng quên khung giờ quen thuộc của chúng tôi là 19:30 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện với sự đồng hành của Ba Lô và liều túi sách cao cấp Sacos. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú lần sau. Xin chào. Với đôi bàn tay khéo léo kết hợp với tính sáng tạo, những người nghệ nhân đã thổi hồn vào những bông hoa làm từ nguyên liệu đất sét. Với những trải nghiệm có được từ nghề làm hoa từ đất sét, giúp cho diễn viên Đoàn Bảo Ưng, MC Hồng Phúc cùng quý vị khán giả có thêm những góc nhìn chân thật hơn về nghề này. Hành trình bất ngờ gì đang chờ đón quý vị khán giả? Hãy cùng chờ đón tập tiếp theo của Bách Nghệ Kỳ Thú.